Xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái bệnh của con máy giặt Toshiba, nó đang bị mất nguồn. Và mình sẽ chia sẻ nhanh và mình không đo đạc nữa để tránh mất thời gian các bạn nhé. Thì đây là một con máy giặt bị mất nguồn đúng không ạ? Việc đầu tiên các bạn mang về, các bạn kẹp nguồn vào này. Chính là hai chân này. Và kẹp nguồn vào. Và cắm ổ điện nha các bạn nhé. Đấy, cắm ổ điện này. Đấy. Tiếp theo các bạn sử dụng cho mình một cái đồng hồ, chuẩn bị cho mình một đồng hồ kim. Đấy. Để vặn về thang 10V. 10V. Các bạn đo chân 4 và chân 8 của con IC đây này. Chân 8 là khuyết đỏ nhé. Chân 4 là khuyết đen. Các bạn bật cái công tắc này xem có lên đủ 5V không. Các bạn thấy không ạ? Lên đủ 5V. Khối nguồn con này tốt nha. Tiếp theo của mình bây giờ còn hai nguyên nhân. Một là thầy anh này chết này. Đó. Hai là mạch ACDS này lỗi này. Thế bây giờ mình phải kiểm tra xem là nó hỏng ở đâu nhá. Để dựng đồng hồ cái. Đây nha các bạn nhá. Đây chính là mặt sau của nó đúng không? Thì bây giờ để đo đường ACDS nó sẽ dễ hơn là mình sai thầy anh. Đó. Một là ta sử dụng đồng hồ kim hoặc đồng hồ số đi cho dễ hiểu. Đây đồng hồ số như này. Chúng ta đo thì áp reset. Để đo thì áp reset các bạn nhìn thấy góc bên này có con IC không ạ? Các bạn đo vào chân số 11 của IC này. Đây con này là con này có 14 chân. Đây là chân 7 này, chân 8, chân 9, chân 10, chân 11 đây này. Chân 11 IC này là que mát này. Và que đỏ này ta đo vào chân của các con điện trở đây các bạn thấy không? Đầu có điện trở này phải có điện áp khoảng hơn 2V. Khi mà mình bấm mở, mình bấm power. Đây làm sẽ đo thử nha. À mình bấm này, bấm nút ra power chứ này. Hình như là đang. Các bạn thấy không ạ? Nhưng bây giờ mình đang bấm nó đang được tận hơn 4V, gần 5V. Chứng tỏ là mạch ACDS con này đang chưa làm việc các bạn nhé. Mạch ACDS con này chưa làm việc. Thế thì bây giờ mình tiếp tục này, mình tiếp tục gì ở đây. Đúng không ạ? Một đầu kẹp vào mát để mình lấy cái gì mình hàn đi cho chắc cho nó chuẩn. Đây nha, mình sẽ hàn luôn cái dây này vào đây, dây mát đây cho nó dễ đo nhé. Đấy, và bây giờ mình sẽ một tay mình sẽ bật nguồn này, giữ im nút này, bật nguồn này, một tay mình giữ đây đầu con điện trở bên này. À mình chưa cắm điện thì phải, này cắm điện lại rồi, bật nguồn này, mình đo đầu con điện trở bên này được 4,96, đầu qua bên này các bạn thấy không, vẫn được hơn 4,9 này, mà trong khi con điện trở này nó tận hơn 200k, 270k mà đầu bên này bên kia mấy bên này bằng nhau. Chưa. Đấy, hai đầu này nó bằng nhau này, thế chứng tỏ là con trở này đang không bị đứt đúng không? Con này sẽ nối tiếp với con bên này này các bạn. Đấy, đầu bên này được 4,7 này, đầu bên này này mình đo lại được tận âm 99V. Như vậy thì chứng tỏ là con điện trở phía bên này này của mình này nó đang bị ướt nha các bạn nhé. Đây. Đây. Con điện trở này đang bị đứt này, con này 270k. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình thay thử con 270k khác nha các bạn nhé. Chúng ta có thể là câu trực tiếp ở bên trên này các bạn nhé. Câu nhanh bởi vì cái này mình làm nhanh mình đâu phải cậy hết ra. Câu một con điện trở khác, câu chồng lên con đấy cũng được. Dành cho bạn nào muốn nhanh thì làm cái này. Nhanh gọn. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đo lại nhé. Lại kẹp vào đây. Đây là dây mát của đồng hồ này. Cắm nguồn lại này. Rồi. Đo điện áp vào tại đầu con điện trở phía bên này. Đầu điện trở 270k ở phía bên này. Đấy. Và bật nguồn này. Được hơn 4V. Đầu này nhá. Âm 47V này. Đầu này được 4,27V.
quay lại xem là điện áp ACS của mình đã có rồi đúng không? Nhưng vẫn không lên gì các bạn, không lên gì. Bây giờ mình tiếp tục kiểm tra tiếp nhé. Đây nha các bạn nha. Mình kiểm tra qua một lượt thì mình không thấy phát hiện gì hư hỏng. Mình xác định con này của mình này, mình lần ngược trở lại chỗ con Thạch Anh này các bạn này. Con Thạch Anh này trước đấy người ta thay rồi. Người ta thay rồi. Và người ta thay lỏng mất một chân các bạn. Người ta thay lỏng mất một chân. Thế thành ra là mới đầu của họ cũng là chết Thạch Anh. Chết mỗi đường ACS thôi. Người ta thay Thạch Anh, người ta làm lỏng mất một chân. Nha, bây giờ mình sẽ cắm điện lại các bạn nhìn này. Các bạn thấy không ạ? Lên này. Đây mình sẽ đo cho bạn này, lúc mà xung ACS hoạt động bình thường nhá. Thì mình đo này. Tại vị trí diode này này sẽ là được là so với mát nhá, sẽ được là âm 100V. Đấy, so với cái đầu có điện trở bên này, có điện trở này này. Nó sẽ được là âm 47V nhá. Đấy, và đến đầu có điện trở đầu cuối cùng này này. Nó sẽ được là 4,24V nhá các bạn nhé. Đây là một đường ACS tốt nhá. Đấy. Vậy là con này của mình là lỗi chính là hỏng ACS. Đấy, sau bắt đầu là bác ấy không biết bác ấy thay Thạch Anh. Thay Thạch Anh. Thế là lại hàn Thạch Anh, nhưng mà lại hàn nó bị lỏng chân các bạn, lỏng chân. Thì mình vừa mới hàn lại này. Đấy. Rồi. Như vậy là xong rồi nhá. Đây các bạn có thể là lấy mát của con IC này nhá. Chân số 11 của con IC này. 14 này, 13, 12, 11, chân 11 này các bạn này. Đấy, để làm mát để các bạn đo. Rồi, chúc các bạn làm thành công nhé.